chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ chính thức giảm giá cho em duy nhất trong ngày hôm nay và 3 chiếc lưng tiếng đến từ thương hiệu TD Acoustic với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn. Thì vừa nãy em đã test cho anh em nghe tiếng nhạc qua lưng tiếng và không qua lưng tiếng, nó khác biệt nhau rất là nhiều. Khác biệt nhau thì anh em nghe nhạc cảm thấy hay hơn cực kỳ là nhiều qua những chiếc máy lưng tiếng này. Và đặc biệt hôm nay nhá, em đã nói lại là sẽ giảm giá sập sàn cho em 3 chiếc duy nhất trong video này thôi. Thì trước khi vào video, anh nào chưa đăng ký kênh trên này hoan hỉ nhá, cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông anh em nhá. Anh em bỏ ra 3 giây like video, đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Thì đây em xin phép giới thiệu chi tiết về những chiếc máy lưng tiếng này, sau đó là cũng sẽ test lại cho em nghe tiếng nhạc xem qua lưng tiếng và không qua lưng tiếng nó khác biệt nhau như nào, để anh em có thể vào chốt những chiếc máy lưng tiếng và sẽ báo một mức giá cực kỳ tốt cho em ngày hôm nay nhá. Thì đây, với thiết kế chung của những chiếc máy lưng tiếng là sẽ chia là kênh A và kênh B riêng biệt, có 4 núm vặn điều chỉnh điều chỉnh của kênh A. Thì lao mic, anh em thấy ở đây lao mic là chỉnh bass này, Turner processor là chế độ đánh nhạc này, và hai mic để chỉnh chép. Tự lao mic và hai mic thì nghe là chỉnh bass và chép thì anh em chỉnh theo đúng không gian cũng như thiết bị của anh em. Tăng lên thì anh em vặn sang phải và giảm đi anh em vặn sang trái. Đấy anh em nhá, tăng lên vặn sang phải và giảm đi vặn bên trái. Còn Turner processor là hai chế độ đánh nhạc. Anh em có thể ở đây chế độ đánh các giải tần nhạc từ 1kHz đến 8kHz, và đây các thể loại nhạc classic và pop. Thường cái này thì em khuyến cáo anh em để 12 giờ cho cân các thể loại nhạc. Đấy anh em chỉ chỉnh lao mic và hai mic thôi. Với kênh B này cũng tương tự cho anh em. Đấy, kênh B cũng tương tự. Và có hai núm ở ngoài cùng này để là chỉnh phần súp. Anh em ấn vào đây nó sẽ qua súp, sau đó là chỉnh cắt súp trực tiếp trên những chiếc lưng tiếng này và sẽ quay em đằng sau của nó. Đây. Quay con này sẽ đầy đủ các cổng kết nối đầu vào cao cấp nhất bây giờ. Hiện tại bao gồm là cổng quang này, Bluetooth này, để đầy đủ cho anh em, và các đường nhạc vào, nhạc ra bằng ca lông hoa sen đầy đủ hết cho anh em. Và một đường ra súp đây, anh em có thể cắt trực tiếp súp ở đây. Anh em cắt súp nhá, đây cắm súp vào và cắt trực tiếp trên chiếc lưng tiếng này, cắt súp cực kỳ sạch sẽ cho anh em. Và đây anh em để ý mặt trước của nó sẽ có thiết kế là có 4 chiếc áp, 1, 2, 3, 4. Anh em ấn chiếc áp vào thì nó sẽ qua lưng tiếng và nhả ra sẽ không qua lưng tiếng. Chiếc áp 1 là chiếc áp của kênh A này, chiếc áp thứ 3 là chiếc áp của kênh B này, chiếc áp thứ 4 là của súp, và chiếc áp in bài bát này, chiếc áp quan trọng nhất là qua lưng tiếng và không qua lưng tiếng của tổng con lưng tiếng này. Nhả ra sẽ không qua và ấn vào là sẽ qua lưng tiếng. Đấy. Với thiết kế cực kỳ cao cấp, phiên bản cao cấp, nó sẽ có volume chỉnh kênh A và kênh B riêng biệt cho anh em. Anh em có thể tăng và giảm volume trực tiếp trên những chiếc máy lưng tiếng này, kênh A và kênh B riêng biệt. Cũng như là màn hình hiển thị logo và nháy đèn khi mà anh em đạt đủ công suất nó sẽ nháy ở đây cho anh em. Và hai tín hiệu CS1 CS2 nó sẽ nháy đèn cho anh em nhé, rất là cao cấp luôn. Và đây sẽ test ngay cho anh em là tiếng nhạc qua lưng tiếng và không qua lưng tiếng nó khác biệt nhau như thế nào để anh em nghe và cảm nhận luôn ở đây nhá. Đây tăng volume của cái nhà này. Đấy. Khi mà em tăng lên thì các cái tín hiệu này nó sẽ nháy ở trên màn hình và máy ở công suất ở hai bên này. Hiện tại em đang cho qua lưng tiếng nhá. Đây em sẽ bỏ. Đấy anh nghe nhá, tiếng nhạc nó sẽ trùng xuống, đặc biệt tiếng bass và tiếng chép nó không được sáng tiếng chép. Tiếng bass không được sâu tiếng bass. Đấy anh em qua này, qua lưng tiếng này. Nhá. Nó khác biệt nhau rất là nhiều, để đảm bảo cho anh em là nghe qua những chiếc máy lưng tiếng này nghe nhạc rất là hay. Đây qua nhá. Đấy. Duy nhất cho anh em 3 chiếc máy lưng tiếng trong buổi video ngày hôm nay. Đấy nhá, 3 chiếc máy lưng tiếng đến thương hiệu TD Acoustic phiên bản mới nhất CB1000, cực kỳ là cao cấp, sẽ giúp cho anh em nghe nhạc rất là hay nhá, nghe nhạc lưng tiếng nhạc cực kỳ hay. Và đặc biệt sẽ giảm giá sập sàn cho em ngày hôm nay với một mức giá thật sự anh em không mua được ở đâu ngoài Thế Anh Audio cả. Ngoài thị trường bán cho anh em những chiếc máy lưng tiếng này 1,2 triệu đến 1,3 triệu, nhưng duy nhất trong video ngày hôm nay nhá, 3 chiếc duy nhất bán cho anh em 950.000, bên em bao ship anh em và tặng dây jack kết nối đầy đủ cho em, chỉ có 950.000 một chiếc. Anh em nhắc lại nhá, 950.000 một chiếc máy lưng tiếng duy nhất cho anh em ngày hôm nay, và được nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Ok chưa? Nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán nhá. Anh em mua hàng nhắn tin số em chốt lưng tiếng TD hoặc chốt lưng tiếng CB1000 950.000, giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em. Đấy, anh em theo dõi video tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio. Hoan hỉ cho bên em xin một like nhá.
hoan hỉ cho bên em Simline một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đưa ạ. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở các video tiếp theo từ Thế Nhau Đưa ạ.